Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong 10 tháng năm 2022, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 441 vụ với tổng số tiền phạt gần 23,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tăng hơn 10%, số tiền phạt tăng 5 lần. Để tạo thuận lợi thông quan nhanh hàng hóa, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã trang bị cho Cục Hải quan tỉnh 2 máy soi container di động. Cục Hải quan tỉnh đang chuẩn bị nhân sự quản lý vận hành máy soi container.